Ok, chào mừng anh em đến với kênh của Cường Độ Vlog Michigan. Thì hôm nay á, mình sẽ quay cái xe Yamaha R6 của mình mới lấy về. Cái bo FMF này á, nó nghe còn êm lắm, nhưng mà mấy bạn đừng có khịa mình nha. Chuẩn bị được lên sóng nha. Kết cái đầu rồi lắm nè, cái đầu này nó giống cái con rồng. Ok, để mình sẽ để trong cái bên cạnh của đó, cái hình cái con rồng đó ha, nó giống y hệt luôn. Nhiều người á, nhất là hay chụp hình để cái tay vậy nè, cũng y như là trong cái phim hoạt hình của con rồng đó luôn đó. Đó, chiếc này mình mới lấy, ông chủ á nó ngắt một bên đèn luôn, giống như là kiểu là chiếc BMW F1000 RR vậy đó. Lẽ đó. Ok, đó nhìn tổng thể cái con xe này á, mình không chê được ở đâu hết. Không biết là tại sao cái quạt thì nó nóng thì nó ngay cái tầm của chân mình ngồi luôn. Lúc chạy lâu á nó thổi vô chân nóng dữ lắm. Con xe này á mình không chê con được ở đâu. Kỳ lạ thật. Mình nghĩ chắc cái ống này mai mốt mình phải cuốn cái dây vô á. Cái dây mà cắt nhiệt á cho nó đỡ. Còn xe này mình không có ý kiến nhiều rồi. Đít nhọn nè, đẹp lắm. Đó, đó là phong cách thể thao. Chiếc này là đời 600cc thôi, nhưng mà nó chạy rất là mạnh. Phải nói rất là nhanh luôn, nó hỗn lắm. Chiếc này á, giang hồ đồn rồi, giang hồ nào mà chơi mô tô á, đều biết chiếc này á là chạy rất là dữ trong cái phân khúc 600. Nên mà ai mà mới chơi á, nên chọn chiếc này. Nhưng mà phải vững tay một chút. Đó, thì mình cũng chơi một chiếc Su 600 rồi. Nó chạy smooth lắm, cái xe xanh á. Nó chạy rất là smooth luôn, êm ái, qua số êm ái các kiểu. Còn chiếc này nó khác. Nói chung á, là mình chơi là trải nghiệm từng xe một. Thì mình thấy chiếc này ok lắm. Nhanh. Nói về nó là nhanh, đẹp. Yamaha Osix R6 này thì thôi, không ý kiến nữa. Cái đầu quá đẹp luôn. Chiếc này mình mua còn cũng còn mới nhiều lắm, chạy cũng ít mau. Đá nó văng nè, mà nó bể vài là biết rồi. Cái hôm mình lấy về á, mấy cái con bên này có con côn trùng á, nó bay đầy mấy cái dè luôn. Dè đèn khe này đầy luôn. Nó biết hết á, mình mới chà lại nó mới bóng như vậy đó. Ok. Tổng thể thôi nhé, khi nào mình sẽ làm tổng hợp cái chiếc này. Cảm ơn các bạn đã xem ha. Mình nói luôn là sau cái clip này á, mình sẽ có làm nhiều về xe hơi và mô tô. Nói chung là về xe rất là nhiều, lâu lâu thì sẽ hợp vào là ăn uống, cuộc sống Mỹ, ngày lễ của Mỹ, ví dụ như vậy. Rồi, ok, kết thúc nhé. Kết thúc video tại đây. Thank for watching.
subscribe đi.